Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của MemPeo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến một cái map có tên là Truy tìm đá quý bạn ạ. Ai chà, map tìm chìa khóa phiên bản nâng cấp nhé. Tức là thay vì chúng ta tìm cần gà tìm chìa khóa, chúng ta đi tìm đá quý bạn ạ. Đây là có những cái viên đá quý sao mà nhìn có vẻ trông khá là hợp lý bạn ơi. Map này của bạn tên là gì ấy? PTHWG Thái Sư 10. Khiếp, nghe tên dài dòng ta. Tên đầy đủ là ship trừ PTHWG chấm Thái Sư 10 ship trừ tiếp, hay là gạch dưới, đọc là ship trừ gạch dưới cũng được bạn nhé. Ok, thì ID map này là 407-98818. Hiện tại là cập nhật gần đây nhất ngày 4 tháng 3 này, cũng khá là mới các bạn ạ. Có 2274 lượt tải. Rồi, thì có 6 người cửa nữa, ghê vậy. Wow, 6 người đề cử các bạn ạ. Ok, thì chúng ta cùng chơi thử cái map truy tìm đá quý có tận 6 người đề cử này, xem là chơi như nào các bạn nhá. Ok, thì trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký ủng hộ mẹ bè bạn nhá. Map truy tìm đá quý, bạn cần đi tìm đá quý ở mỗi màn. À, tức là mỗi màn sẽ phải tìm một viên đá quý bạn ạ. Hiểu. Bên này gì đây? Ui, bạn có thể nhận những vật phẩm sau. Ui, ông nào mà nhận được cái này là nhân phẩm vô cực này. Rồi, nó không sao. Cái này ít ra nó còn đỡ hơn cái pháo ngút trời. Chứ cái pháo ngút trời bởi cái cánh nó đúng rồi, cái cánh cũng phế lắm. Mình đánh giá cái này là ngon, nó chỉ sau cái nó chỉ ngon ở đúng. Cái này nó chỉ thua mỗi cái ba lô tên lửa thôi. Mà cái này độ bền còn cao cơ, mình tính ra cái súng bắp này cũng khá là ngon bạn ạ, không có phế đâu. Khá là ok bạn ơi, được. Tôi đánh giá là cái này nó hơi phế này. Bây giờ cái này cũng chẳng đềm gì lắm. Rồi ok. Mày nhiệm vụ gì đây? Ủa, làm gì đây? Chú ý, map có lượt chơi như sau, bạn phải đi kiếm viên đá quý qua mỗi level. Nếu bạn sợ không thể kiếm được đồ vật, đừng lo, tôi đã chuẩn bị mẫu vật bạn cần tìm cho mẫu. Tức là mỗi màn chơi là một cái đá quý khác nhau các bạn ạ. Ôi chả được nhỉ. Map được xây 10 level, nhấn mạnh lâu khó. Ôi chả, ok luôn. Hãy lưu ý, với những màn chơi bạn sẽ được gợi ý và hướng dẫn. Lưu ý, màn max level siêu khó và không gợi ý cho bạn. Ai dà, anh em thử tưởng tượng phải đi tìm viên đá quý ở trong cái chỗ to này cũng hơi căng đấy. Chứ bạn chơi vẻ hoặc đơn giản hơn, bạn nào thấy khó quá thì khó quá thì cũng kệ bạn nhá, bởi vì cũng không có mua đá quý ở đâu bạn ạ. Đó, ok rồi, bây giờ thì chúng ta đi theo mũi tên đúng không? Từ từ mình tắt tiếng Việt đi đã, quên mất tuần sau di chuyển khó khăn thế. Rồi, mũi tên bên này à? Đây là đá quý level 1, là một viên đá màu xanh. Ok. Thả mũi tên chỉ mình đi hướng này mà chặn đàn hình rồi đâu. Vào đây level 1 đây, thì mũi tên nó phải chỉ vào đây chứ. Sao mũi tên là chỉ ở bên này? Ảo với ta, chắc là cái này để hướng dẫn, là đọc bảng hướng dẫn đi. Đó, dáng chơi. Ok, nhưng mà để có mũi tên gây hiểu lầm quá bạn ơi. Level 1 tháp suối nhỏ, không có gợi ý gì cả bạn. À, gợi ý đây mà nói xong có luôn. Cần tìm kết tinh đá gợi ý ở tháp suối. Ô, có gợi ý thì có mũi tên mà đây đúng không? Ủa, nhưng mà cái tháp cũng khá là to bạn ơi. À đây, chúng ta sẽ dùng cái công cụ này để hỗ trợ để di chuyển cho nhanh bạn ơi. Ok. Rồi, chúng ta có công cụ hỗ trợ để giúp chúng ta di chuyển nhanh hơn bạn ạ. Ô, cái dương con này. Nhưng mà khá là nhiều dương bạn ơi. Ở đây có vô số cái dương khác nhau bạn ạ. Từ từ, nhưng mà các bạn biết cái khó đâu không? Cái level này nó khó ở chỗ ấy. Thì bây giờ mà mình có nút nào, để về không nhỉ? Đó, không có nút để quay về bạn ạ. Bây giờ muốn về mệt hơn này. Chính là bây giờ muốn đi về còn mệt hơn là đi lên bạn ạ. Phải đi lên bơi lên này. Nước chảy kinh. Cầu trượt nước. Ngon. Cầu trượt nước. Trải nghiệm cầu trượt nước bạn ơi. Ok này. Lấy cửa đây không? Rồi. Nói chung là mình có cái súng bắc bạn ạ. Tức là chúng ta sẽ được may mắn là chọn một cái vật phẩm để hỗ trợ chúng ta bạn ơi. Nó cũng được. Mình có súng bắc rồi cho nên mình quý là cũng vượt qua cái level này dễ dàng thôi. Mình từ từ khoan đấy. Bay qua cho nhanh nhỉ đúng không? Mình phải tận dụng mọi công cụ mình mở chứ đúng không? Ok, mình có súng bắc rồi này. Ông nào mà có cái ba lô tên lửa thì cũng ngon, nhưng mà mình nghĩ là dùng tầm khoảng đến level 5 chắc là cũng hết pin, hết năng lượng, hết xăng bạn ơi. Ok, level 2 làng nhỏ vườn cá brot. Không cho gì đồ ngon vậy. Đấy ơi, bạn cho mình xin. Đây, gợi ý đây. Cần tìm kết tinh đá màu đỏ, màu hồng cái gì đó cũng được.
Gợi ý trong hang động. À, bây giờ mình cần tìm cái hang động bận ơi. Hang động đâu ta? Công nhận map to như này, map to như này mà không có gợi ý thì tôi phải nói thật anh em tìm có khi cả tiếng mới xong một cái level bận ạ. À. Nó chỉ cái nhìn to như này, anh em đi như khác gì màu kim đáy bể đâu đúng không? Phải có gợi ý cũng đúng thôi, nhưng mà level cuối mình nghĩ không có gợi ý cũng căng bận ơi. Cũng khá là căng đấy. Hang động ở đây à? Wow. 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 Well. Ok, nhưng mà bởi vì có gợi ý thành ra cũng khá là dễ bạn ạ. Bởi vì có gợi ý nó cũng khá dễ, nhưng mà không có gợi ý tôi thật sự à, nó lại bị hơi khó quá bởi vì mắt lại to quá anh em thông nè. Nếu mà không có gợi ý nhất chúng ta phải đi tìm từng thửa ruộng, tìm từng lá cây, từng rừng cây, từng ngóc ngách, xong rồi tìm từng căn nhà. Đó. Xong rồi sói lại cắn mình không? Ơi, đừng có cắn đấy. Không cắn đâu. Không cắn à? À nó có cắn mình nhưng mà không có đam ảo thật đấy. Ok, mặc dù mình bị con sói nó cắn nhưng mà nó không có đam bạn ạ. Ô trưởng làng này, bạn cần gì à? Tôi cần cái bình tinh đá, một cái tinh đá là những bảy đá quý. Tôi cũng không thế thì hỏi làm gì, trời ơi mình... thế thì nói luôn là không biết thì đi, trời ơi hỏi một hồi cũng không biết thay thế nào. Ô cái bạn này Bắc Cực này, núi Bắc Cực gợi ý đầm lầy nước. Ok nha, đá băng à, đầm lầy nước đấy. Không phải à? Không phải cái này bạn ạ. Rồi mô con sói đi theo mình tận từ level kia bạn ơi, ghê vậy sói ơi. Đầm lầy nước thì nghĩ về đầm lầy khác à? Đây, 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 đây động khoáng sản mà, không phải đầm lầy đâu. Không phải, đây là động khoáng sản. Ở giờ tôi khoan á, có gỗ này nhỉ? Còn cái hang động mà trông nhìn to vậy không, nhưng mà chủ mắt bảo là đầm lầy các bạn ơi, mình sẽ đi ra đi. Piu. Đầm lầy bạn á, nên nhớ là đầm lầy nước. Ở đây có rất là nhiều đầm lầy khác nhau bạn ạ. Chúng ta phải để ý. Mình nghĩ sẽ có cái đầm lầy ở đấy, nhìn nó mờ ám. Chúng ta nên biết là đầm lầy nào ta bạn ơi. Hiện tại mình chưa thấy có thêm cái đầm lầy nào bạn ạ. Ê, chà bà chà. Đầm lầy à? Ở đây là có mỗi hai đầm lầy thôi, mình kiểm tra rồi. Đúng không? Có mỗi hai đầm lầy thôi. Em bị éo ui, quá là to, mình nhìn anh nhìn này. Nó to vãi trưởng. Tôi không biết là nếu như anh em nào mà chơi mắt này mà không cần gợi ý thì tôi nghĩ là anh em sẽ phải chơi có khi phải đến mấy tiếng. À đây, đầm lầy nước đây. Để chơi mấy tiếng chắc mới xong được đến cái mắt này bạn ạ. Một cái đầm này nước. Nhưng mà không có gì. Quanh đây không có gì khả nghi cả bạn ơi. Đầm này bình nước à? Hay là mấy cái dương này? Có khi... Ở đây vẫn còn này, từ từ đó. Mình cứ kiểm tra mình cái dương ở đó, có khi mình cái dương này có. Ok, mình nghĩ chắc là còn cái này thôi, còn chỗ này thôi, nhỏ cái hang này thôi. Cái khe nước nhỏ nhỏ bên à, bà, à. Dấu chí mạng đấy. Kinh nhờ. Đúng là không có gợi ý nhìn cái to này chơi đến sáng mai các bạn ạ, chứ không phải vài tiếng đâu. Chơi đến sáng mai luôn á. Kinh thật sự bạn ơi. Ok, level 4. Rồi, vùng đất kiểm ngọt. Rồi. Anh em nào thử chơi bắt này xem à, không được anh em coi video này chắc là biết hết vị trí rồi nhỉ đúng không? Bây giờ anh em thử nha, anh em thử là anh em nào mà có bạn bè cũng chơi Minua các bạn thử mời mời bạn của các bạn chơi bắt này, nhưng mà bảo là tao thấp mày phá đảo bắt này không xài gợi ý, nhớ nhá, không được nhìn gợi ý đó, để coi xem là bạn của các bạn sẽ chơi cái bắt này mất bao lâu. Rồi tôi nghĩ là phải rơi tầm khoảng vài tiếng ở đấy, không dùng cái này nữa, không dùng những cái vật phẩm hỗ trợ nữa đó. Nên mới khó là không xài gợi ý, không xài vật phẩm hỗ trợ, chỉ bắt cua và đi tìm cần gạt thôi. Đó, nhấn mạnh là chỉ bắt cua và đi tìm cần gạt. Đó, ủa tôi nghĩ là chắc là chơi anh em thử đoán xem là người đó sẽ chơi mất bao lâu. Tôi nghĩ là nhanh cũng phải tầm khoảng là mỗi level max to này cũng phải tầm khoảng best nhất là 10 level là 100 phút. Mỗi level nhanh nhất thì cũng phải 10 phút là ít các bạn ạ, bởi vì nó rất là to. Và đôi khi chậm một khi tầm khoảng là 200 300 phút.
Có khi kéo dài hơn nữa bạn ạ. Ok, đi tìm cát vàng này. Căng, khá là căng đấy. Gợi ý tham mật ong nhỏ. À, nhấn mạnh ở đấy. Tham mật ong nhỏ chỉ có chỗ này bạn ơi. Rồi. Có đường bắc cua cú lừa này. Căng thế nhở. Ô bạn ấy còn cẩn thận ở ghi là chữ tháp mật ong nhỏ, sợ mình không biết là tháp nào tháp nhỏ bạn ạ. Ok nhá. Wow. Cái gì? Từ từ nha. Ơ, không đi vào được à? À đây, thấy rồi. Ok bạn ơi, kinh nhở. Mắt này ngắt đấy. Cũng may là thôi, tôi xin phép là tôi quay video mà tôi review map thôi, cho nên tôi xài gợi ý bạn ạ. Chứ mà mình mà không xài gợi ý tôi tự đi tìm nữa thì tôi nói thật anh em là anh em kéo phải xem cái video này chắc là mỗi tập là một level bạn ạ. Mỗi tập là một level nè, thì mình sẽ có 10 tập. Cái map này mình sẽ làm 10 tập bạn ạ. Anh em hiểu không? Ui, chứ cũng hay nhỉ. Ờ đúng. Ờ chính ra cũng hay mà các bạn ơi nhỉ. Mình có thể làm 10 tập giải mã. Ờ tự nhiên mình có 10 cái video. Ờ hợp lý mà thôi, chơi vậy đau đầu lắm bạn ơi, đau đầu lắm. Tảng đá nóng bỏng, ok. Gợi ý là tảng đá nóng bỏng đúng không? Một tảng đá nóng bỏng. Mà ở đây có rất là nhiều tảng đá bạn ạ. Ở đây có rất là nhiều tảng đá bạn ơi, không biết là tảng đá nào. Ở kia một bảng thông tin kìa, từ từ đó. Chào bạn. Mình tin bạn ơi, ở đây mới ra không thể cầm lịch. Căng thế nhờ. Chắc là tảng đá này rồi. Từ đây, ở đây. Ơ, ảo thật đấy. May là có gợi ý bạn ạ. Rồi, nói chung là thay vì giải mã thì tôi nghĩ bác này nếu mà chúng ta chơi theo gợi ý sẽ là thành đi tìm kho báu. Đi tìm theo bản đồ kho báu. Đó, bởi vì những cái gợi ý, những cái bản đồ á, có chúng ta sẽ đi tìm theo bản đồ bạn ạ. Vì có sẵn bản đồ rồi cho nên là đi tìm khá là dễ. Level 6, rừng nhiệt đới. À, khó nhưng mà chúng ta gợi ý mà lo gì hề. Tới bản này tôi sẽ gợi ý cho bạn bằng một cách khó đoán. À, được. Hợp lý. Gợi ý đá quý ở trên cây có dương màu trắng. Trên cây mà dương màu trắng. Ôi dồi ôi, cây có khá là nhiều cây mà chỉ có một cái dương màu trắng thôi bạn ạ. Trên cây có dương màu trắng. Nhưng mà chúng ta có thể bay lên trên cây mà đúng không? Đó. Ui, bởi cây này cũng to đấy bạn ơi, cũng khá là khó nhìn đấy. Từ từ đấy. Mình xin phép là chuyển qua Cindy di chuyển cho nó mượt mượt một chút. Mặc dù mắt này, ơ mắt không cấm ạ, ơ ngon, mắt này không cấm Cindy này, được. Di chuyển cho mượt mượt một chút bạn ơi, trên cây à. Trên cây có dưa màu trắng. Thật ra tôi không biết là dương nào nữa. Cái kem nó tùm bên này cũng căng đấy bạn ạ. À, bây giờ kể cả có gợi ý cũng khá là căng nha. Ôi chả biết cái cây nào có dưa màu trắng đây. Bảo cây nào thì ok nhưng mà thấy không, này có gợi ý rồi cũng khó nha. Anh thấy chưa, bắt đầu phải thử thách rồi đấy, thấy không? Level này này có gợi ý tôi cũng phải nói là khá là khó đoán đấy bạn ạ. Bởi vì bây giờ nhìn được cái dưa màu trắng thì biết chắc chắn là cái... tôi tưởng là dưa màu trắng ở trên cao cơ. Trên cây, à tức là trên cây này đúng không? À, hiểu rồi, tức là trên cái cây này. À, cái cây có dưa màu trắng, mình cứ tưởng để ở trong dưa màu trắng. Đây, đây đúng rồi. Mình lấy cái cây này các bạn ơi. Chết bấm nhầm bạn bè, cái thế nhở. Ok bạn ơi, rồi. Là chắc chắn ở trên cây rồi. À đây rồi, có đường dây leo này, đúng rồi. Theo mình tự đoán là có đường dây leo, chắc chắn chúng ta phải đi lên trên bạn ơi. Ok bạn ơi. Mình cứ tưởng là ở một cái dưa màu trắng, một cái dưa màu trắng là giấu ở sau tán lá thì đúng là đi mò kim đánh bể bạn ạ. Ok, em ơi, thấy bây giờ khó chưa? Khó với những người không xài gợi ý nha. Đó, cầm thế nhờ, gọi là siêu khó bận ạ. Đây là bởi đúng kiểu mắt mò kim đáy bể. Em động khoáng sản mà không sao, mình không bị mấy con này đánh bạn ơi. Lêu lêu, có cái xe lửa nè. Cần tìm ruby trắng. Đây là silic mà, trời ơi, đây là cái đá silic mà nghe tên ruby trắng nghe nó kiểu sang trọng, nó sang chảnh thế nhở. Mặc dù nó chỉ là cái quặng silic bình thường bạn ơi. Ok, gợi ý nhầm.
nhập thân sâu vào tháp nước. Ở góc map của viên đá khác nhau. Nói chung là chúng ta trước tiên phải đi tìm một cái tháp nước. Ở đây rồi, có tháp nước. Ở đây đúng không? Đây à? Nơi có những viên đá khác nhau. Đây. Đây rồi, đây rồi, bên ơi, những viên đá khác nhau đây rồi. Mà không thấy. Đây, mình thì chỉ có chỗ này thôi đúng không? Mấy con sói này vướng quá nhờ. Đề nghị chúng bắt là bỏ mấy con sói ra đâu không? Trời ơi. Cản trở mọi người thi hành các bạn ơi. Đây. Không, từ từ đó. Mình hiểu rồi. Đó, mình hiểu rồi. Ok nha, từ từ đã. Bên này đúng không? Đây, dương. Ơ. Mọi người sao vào được? Ủa? Cái mây này thì... từ từ nha, từ từ nha. Cái mây này là có vấn đề này. Cái mây này thì... thì chịu bật ra. Ơ, sao không phá được mây này? Sao phá được mây này được? Mây này phải đứng lên thì mới phá được. Mà cái mây này thì chắc chắn là không phải đứng lên rồi bạn ơi. Cái thôi bấm được mẹ bé nữa. Không thể nằm mà đứng lên được bạn nhá. Bên này còn cái dương nữa này. Không phải dương này, không phải dương này, không phải cái này. Bên này có kim cương này. Đâu ra ấy nhỉ? Từ nó vào đoạn này là làm về cái mây bị lỗ sao sao kim cương ở đâu, có kim cương ở đâu ấy. À chắc mấy con sói này bị chết ngạt là mình nghĩ vậy này. Ờ đúng. Khoan, nếu thế thì vẫn còn một cái thác nước nữa, mình nghĩ có thể là cái thác nước này bạn ạ. Có thể là cái thác nước này bạn ơi, thác nước kia không phải. Nếu có một cái dương là chúng ta cứ kiểm tra từng cái thác nước khác nhau, hoặc có thể mình nghĩ là chắc là thác nước bên này thôi. Không phải bạn ơi. Mình nghĩ là cái chỗ mây kia bạn ạ. Mình nghĩ khả năng là cái mây kia. Nhưng mà cái mây kia đang bị lỗi hay gì đó. Chúng ta không thể nào mà gì nhỉ. Mình nghĩ cái mây đấy không thể nào phá được bạn ạ. Khả năng là cái mây đấy. Cái dương sẽ ở sau cái mây đấy bạn ạ. Nhưng mà tình hình là không biết cái mây đấy như nào. Đúng rồi. Theo như gợi ý là cái phần thác nước mà có những cái viên đá khác nhau ấy, thì chỉ có mỗi chỗ này thôi đúng không đó. Bởi vì cái thác nước này không có đá khác nhau này bạn ơi. Đấy, thì đây chắc chắn là cái chỗ giết rồi. Đây này, level này này, đây đấy đúng không? Tôi có thể khẳng định luôn là đây rồi. Những viên đá khác với nhau đó là chỉ có mỗi người thôi. Đây, những viên đá khác nhau đây đúng không? Đó thì nhập thân sâu vào. Bạn bảo là hãy đi sâu vào trong cái thác nước này, ở nơi vị trí có những viên đá khác với nhau, thì đây chắc chắn luôn bạn ơi. Đây không phải chỗ này rồi, thì chỉ có thể là cái khe ở phía trên bạn ơi, cái khe phía trên. Cái khe này. Đây. Chúng ta lên trên cái khe này. Đó. Lên cái khe này bạn ơi. Và dưới cái khe này một cái mây. Mà cái mây này hiện tại mình không biết là nó là như nào đây. Đây về. Đấy. Cái mây này không mất này. Nhập thân sâu vào như nào nữa. Tôi không biết là sao để phá cái mây này nữa. Ôi giờ đến đây là căng nha. Đến đây thực sự là bí rồi này. Cái mây này làm sao để phá được thì chúng ta không biết. Đập không được này. Bắn vào đây không được này. Đó. Đứng bên đây cũng không được bạn ơi. Không được luôn này. Anh thấy không? Thì hiện tại mình không biết là ở dấu ở đâu nữa bạn ạ. Còn mỗi khe chắc chắn nó không thể nào mà tự nhiên lại. Không thể nào tự nhiên là có một cái này mây cái xi măng ta. Nói chung là không thể nào tự nhiên là có một cái bốc nhìn lạ lạ đây được không? Chắc chắn là ở phía sau có gì đấy đúng không? Không thể nào tự nhiên là có thế như thế được. Đó mà quanh đây chỉ có mỗi chỗ này thôi đúng không? Khả năng tôi nó không biết là như nào đây nhỉ. Ok, thì chắc là đoạn này tôi cũng chịu rồi. Mà biết cái level này cần gạt dấu ở đâu thì đừng quên để lại bên dưới nhá. Đó, anh thấy không? Map này kể cả có gợi ý cũng khá là khoai bạn ạ. Anh em thấy chưa? Mà nhá, bạn nào mà thử không chơi map này, thử chơi map này mà không xài gợi ý thêm, mình nghĩ là cũng khá là căng bạn ơi. Đó, trên này hết rồi đấy. Cái thác nước chỉ có thế này thôi. Đấy, chỉ có hai thác nước thôi. Mà thác nước bên kia thì không có bạn á. Ủa, mất tàu hình à? Đây.
cái thác nước này thì mình không có cho bạn mà kêu là đá nhiều màu cả bạn ạ, thấy không? Đấy, đá có nhiều màu sắc không có bạn ơi. Đây, ở đây không hề có luôn. Đá ở đây chỉ có một màu bạn ạ, đó chỉ có một màu riết thôi. Đấy, hết rồi. Không có bạn ơi. Ở đây nhìn khe khe, nhìn mờ ám, không vào được mà không xuống được đâu, hết rồi. Đó. Đây là hết bạn ơi, hết rồi, hết rồi này. Hết rồi bạn ạ. Đó. Ok. Vậy chắc là video xin phép được kết thúc vậy thôi. Các bạn có ý kiến góp gì muốn mẹ béo làm giúp mình nữa thì hãy để lại bình luận dưới bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.